Chào mừng các em đến với kênh Hoài Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dạy các em tăng lớp 4 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hoài Liêm các em phải dễ hiểu. Các em xem hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học bài 24 tính chất giao quán và kết hợp của phép cộng. Trang 8283 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Như vậy là hôm nay mình sẽ học về tính chất giao quán và tính chất kết hợp của phép cộng. Mình sẽ đến phần khám phá. Mình sẽ quan sát hình. Như là bạn Mai đang mua đồ ăn. Bạn Mai nói là cho cháu mua một cốc nước cam và một cái bánh nè. Giờ cô Thu Ngân mới nói là cốc nước cam giá 20.000 đồng, cái bánh giá 15.000 đồng. Cháu phải trả là 20.000 đồng cộng 15.000 đồng sẽ bằng 35.000 đồng nhé. Giờ lúc này thì đây là em My, em của bạn Mai. Như là mẹ đố My, nếu con mua một cái bánh và một cốc nước cam thì phải trả bao nhiêu tiền? Như là mình thấy là mình mua một cốc nước cam và một cái bánh thì trả là 35.000 đồng. Như vậy nếu mình mua một cái bánh và một cốc nước cam thì cũng như vậy thôi, thì vẫn là 35.000 đồng thôi, đúng không? Như vậy, lúc này bạn My sẽ trả lời là con nghĩ cũng là thế, có nghĩa là sẽ là cũng là giá là 35.000 đồng thôi, đúng không? Như vậy là phần B, mình sẽ có tính giá trị của các biểu thức A cộng B và B cộng A. Như mình sẽ quan sát bạn ở đây, A ở đây là 4, B là 3, thì mình thấy là 4 cộng 3 bằng 7. Còn B cộng A, 3 cộng 4 cứ bằng 7. Có nghĩa là A cộng B sẽ bằng B cộng A. Có nghĩa là 4 cộng 3 sẽ bằng 3 cộng 4. Đúng không? Tiếp theo là A bằng 6, B bằng 9. Thì 6 cộng 9 bằng 15. Còn B cộng A là 9 cộng 6 cũng bằng 15. Có nghĩa là 6 cộng 9 sẽ bằng 9 cộng 6 đều bằng 15. A ở đây bằng 8, B ở đây là 5. Thì mình thấy là A cộng B có nghĩa 8 cộng 5 bằng 13. Còn B cộng A có 5 cộng 8 cũng bằng 13. Có nghĩa 8 cộng 5 sẽ bằng 5 cộng 8 đều bằng 13. Như vậy, lúc này mình sẽ có kết luận là A cộng B sẽ bằng B cộng A. Có nghĩa đây là tính chất giao quán. Có nghĩa là khi mình đổi chỗ các hạng tử thì tổng sẽ không thay đổi. Đúng không? A cộng B cũng bằng B cộng A thôi. Đó là tính chất giao quán trong phép cộng nha. A cộng B sẽ bằng B cộng A. Có nghĩa là khi đổi chỗ các hạng tử thì tổng sẽ không thay đổi. Tiếp theo mình sẽ có nhận thấy giá trị của A cộng B và B cộng A luôn bằng nhau, ta sẽ biết là A cộng B sẽ bằng B cộng A. Như vậy là khi đổi chỗ các số hạng cho một tổng thì tổng sẽ không thay đổi nha. Như vậy các em nhớ là khi đổi chỗ các số hạng cho một tổng thì tổng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là A cộng B sẽ bằng B cộng A. Tiếp theo mình sẽ đến phần hoạt động. Câu số 1 mình sẽ điền số vào chấm hỏi. Như là 450 cộng cho 279 sẽ bằng 729. Mình sẽ tính nhẩm thử nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng đơn vị 0 cộng 9 bằng 9. Hàng chục 5 cộng 7 12 viết 2 nhớ 1. Hàng trăm 4 cộng 2 là 6 khi 1 nhớ là 7, 729. Như 450 cộng 279 sẽ bằng 729. Như vậy là 279 cộng 450 thì mình thấy là đã đổi chỗ các hạng tử. Đổi chỗ các số hạng đúng không? Như là 450 cộng 279 sẽ bằng với là 279 cộng 450 đều bằng là 729 thôi, đúng không? Nên chỗ này mình sẽ viết là 729 nha. 279 cộng 450 sẽ bằng 450 cộng 279 đều bằng là 729 thôi. Tiếp theo là 7.142 cộng cho 462 sẽ bằng 7.604. Có nghĩa là 462 cộng cho 7.142 cũng bằng 1.000 bằng 7.142 cộng cho 462 thôi. Đúng rồi. Khi thay đổi cái vị trí của số hạng thì tổng không thay đổi, có nghĩa tổng vẫn bằng 7.604. Đúng rồi. Tổng sẽ không thay đổi nha. Tương tự 56 cộng cho 4.763 bằng 4.819. Có nghĩa là 4.763 cộng cho 56 thì cũng bằng là 4.819 thôi. Nên chỗ này mình sẽ viết là 4.819. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kênh các bạn. Như các em nhớ là khi đổi chỗ cái số hạng thì tổng sẽ không thay đổi. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Robot dùng những đoạn có độ dài A, B, C để ghép thành những khanh như hình dưới đây. Hỏi những khanh nào có độ dài bằng nhau? Như mình sẽ có khanh là A, B, BE,
thì a cộng b sẽ bằng b cộng a, hai khăn này sẽ dài bằng nhau, mình sẽ nói là đúng này. Tiếp theo là AC có nghĩa là A cộng C sẽ bằng C cộng A. Như độ dài hai khăn này sẽ bằng nhau, đó là tiếp theo mình sẽ có khăn ABC có nghĩa là A cộng B cộng C sẽ bằng A cộng C cộng B. Khi đổi chỗ các số hàng thì tổng không thay đổi, như vậy hai khăn này sẽ dài bằng nhau. Mình sẽ nói là giờ tiếp theo ở đây là C cộng A cộng B thì cũng bằng là A cộng C cộng B không? Khi hệ đổi chỗ các số hàng thì tổng không thay đổi. A chuyển qua đây, C chuyển qua đây thì hai cái tổng này vẫn không thay đổi nha. Nên hai khăn đó sẽ bằng nhau. Đúng rồi. Giờ như mình sẽ có A cộng B cộng C cũng sẽ bằng C cộng A cộng B. Khi thay đổi các số hàng thì tổng không thay đổi. Hai cái này cũng sẽ bằng nhau. Mình sẽ nói là như vậy là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bài, câu xong hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, tính bằng cách thuận tiện theo mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu 30 cộng 89 cộng 70. Như là mình thấy là 30 cộng 70 sẽ là tròn trăm, đúng không? 30 cộng 70 sẽ 100, nên mình sẽ thay đổi vị trí, mình sẽ đưa 70 đứng thứ hai để 89 vào về sau. Sau đó mình sẽ lấy 30 cộng 70 sẽ bằng 100, cộng 89 giữ nguyên. 100 cộng 89 sẽ bằng 189, đúng này. Giờ tương tự mình sẽ làm câu A, B, C, D giống như mẫu nha. Bài là như câu A. Như là 30 cộng cho 192 cộng cho 70 sẽ bằng, như mình thấy là 30 cộng 70 sẽ bằng 100, nên mình sẽ đẩy 70 đứng thứ hai. 30 cộng 70 giờ cộng 192 mình sẽ đẩy ra sau cùng xuống dòng bằng. Giờ mình sẽ lấy 30 cộng 70 sẽ bằng 100 cộng cho 192, viết lại 100 cộng 192, 100 cộng 100 là 292 giữ nguyên, kết quả là 292. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Năm mươi cộng cho 794 cộng 50 giờ như mình thấy là 50 cộng 50 sẽ bằng 100, nên mình sẽ để 50 đứng thứ hai và đẩy 794 đứng thứ ba. 50 cộng 50 cộng cho 794 xuống dòng bằng, như là 50 cộng 50 sẽ bằng 100 cộng cho 794, viết lại giờ 100 cộng 700 là 894 giữ nguyên, kết quả là 894. Tiếp theo mình sẽ đến câu C. Bảy mươi lăm cộng 219 cộng 25 giờ như mình thấy là 75 cộng 25 sẽ tròn là bằng 100, nên mình sẽ để 25 đứng thứ hai, mình sẽ để 219 đứng thứ ba. 75 cộng 25 cộng cho 219 xuống dòng này. 75 cộng 25 sẽ bằng 100 cộng 219, viết lại 100 cộng 200 là 319 giữ nguyên, kết quả là 319. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu D. 725 cộng cho 199 cộng cho 125 sẽ bằng, mình thấy là 5 cộng 5 sẽ là 10, nên sẽ hai số này cộng nhau tròn trục,
nên mình sẽ đẩy 125 đứng 2, mình sẽ đẩy 199 đứng thứ 3. 725 cộng cho 125 giờ 199 mình đứng thứ 3 xuống dòng bảng. Giờ mình sẽ tính nhẩm ở đây. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. Hàng chục, 2 cộng 2 là 4, khi 1 nhớ là 5, viết số 5. Hàng trăm, 7 cộng 1 là 8, 850. Cộng cho 199 viết lại. Giờ tiếp theo 1850 cộng cho 199 mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 0 cộng 9 bằng 9. Hàng chục, 5 cộng 9 14, 4 nhớ 1. 8 cộng 1 là 9, khi 1 nhớ là 10. Kết quả là 1049. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kênh hiệu bài, cái xong khuất video hẹn kênh hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy gì dạng gì hay bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này cho đăng ký kênh Halim, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Halim nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.